nhằm mang lại ánh sáng cho người nghèo, các y bác sĩ Bệnh viện Bưu điện Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Giang đã triển khai chương trình khám chữa bệnh miễn phí các bệnh về mắt cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Hà Giang, hơn 300 người dân, chủ yếu là người cao tuổi từ Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên, được khám sàng lọc bệnh về mắt. Các bác sĩ tư vấn cách bảo vệ và chăm sóc mắt. Qua sàng lọc, hơn 70 người mắc bệnh lý gây mù lòa như đục thủy tinh thể và glaucoma đã được phẫu thuật bằng phương pháp phaco. Chúng tôi quyết định tổ chức chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang với mục đích là sẽ đem lại ánh sáng cho những người mà mù nghèo vì hạn chế về mặt sức khỏe hoặc là về mặt kinh tế không thể tiếp cận với những kỹ thuật mổ hiện đại thì chúng tôi đến tận nơi để phục vụ bà con. Chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco khoảng 15 triệu đồng là số tiền lớn với người dân ở vùng khó khăn tại Hà Giang. Bà Mai Thị Đào, một bệnh nhân chưa từng nghĩ có cơ hội chữa mắt, đã phục hồi thị lực nhờ ca phẫu thuật, giúp bà tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi lên khám mắt thì bị một bên mắt mờ, nên hôm nay là tôi mổ. Nên vậy tôi bây giờ thì nói chung là mổ là bác sĩ mổ không bị đau. Chương trình không chỉ mang lại ánh sáng cho đối tượng chính sách, bệnh nhân nghèo và người già neo đơn, mà còn góp phần quan trọng vào an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó, người dân nâng cao ý thức chăm sóc mắt và phòng ngừa bệnh lý gây mù lòa.